Linh kê tử Mỹ Đắc. Đây là loại gà quý hiếm nha anh em, xếp trong loại linh kê. Hàng vạn con luôn mới được một con thôi, chứ cái loại này khó kiếm lắm. Thời ông bà xưa cái loại này quý hơn vàng nữa nha, ngàn vàng chưa mua được một con gà tử Mỹ Đắc linh kê như thế này. Dạng quân thì dễ kiếm, mà một đại tướng thì khó tìm. Những con gà đẹp thì bây giờ anh em có tiền là sở hữu dễ thôi. Còn cái loại mà linh kê tử Mỹ Đắc như thế này, có tiền chưa chắc là sở hữu được nha anh em. Lên cửa mà thắng thua như thế nào mình không quan tâm. Quan tâm hiện tại là mình nắm trong tay một con gà quý hiếm. Cái gì mà hiếm là quý nha anh em, còn hay dở thì tính sau. Những con gà mà linh kê thằng kê như thế này tốt nhất anh em đừng bao giờ đem đi đá. Không ai làm một con ếch mà lấy dao mổ trâu đi làm. Không ai mà tự nhiên đem đại tướng ra giết mấy thằng lính quèn làm chi. Những con như thế này anh em làm đầu chuồng trong trại lớn nha. Giống như đại ca mà dẫn dắt đàn em vậy đó. Cái quy của nó mà thể hiện rồi đàn em đã ăn không, đã thắng không. Giống như những tướng quân mà kêu những thuộc hạ đi giết giặc gì đó. Anh em nào có duyên dữ lắm thì mới sở hữu được những con gà như thế này nha anh em. Hãy để đầu chuồng đừng đá nha anh em ơi.